chứ mấy bạn cũng chưa chắc là đã cảm nhận được những kỷ niệm đó. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi này, sau khi mà các bạn rời mấy trường này rồi, nghĩ lại những kỷ niệm đó, mấy bạn sẽ nhớ là không bao giờ nó quay lại được nữa. Tại vì thời cấp 3 là không bao giờ quay lại được nữa. Cuối cùng thì mình vẫn chúc các bạn là trong kỳ thi tốt nghiệp đó và thi đại học thì các bạn sẽ đậu và các bạn hãy cố hết sức, bởi vì nếu mà mình nếu không cố hết sức được sau này bạn nghĩ lại hối hận thì sẽ không kịp.